cây nến đây đúng không em? Đúng rồi, mình tổng cộng là 8 cây nến anh, nhưng mà 6 cây chưa đốt, đốt 2 cây thôi. Cái này là nó đốt trong bao lâu thì hết? 425 cây nến này thì hết. Nặng thì nó... cao 2m6 và nặng là 200kg. Đây là cò liên hoa, nó hơn 1000 cái cánh hoa sen, với lại cái đài sen. Và đây có cò tháp đa bảo này là nó cao 13m, có hơn 1000 cái tượng pho Phật ở trong đó, thế đó. Có 4 cửa. Cái này thì ổng mất thời gian là 6 tháng 1 ngày mới làm xong cái tò này. Cái tò hoa sen này với lại là cái tháp đa bảo nó mất 6 tháng thời gian. Và trong tổng cộng cái nhà này là có 24 cây cột. Đây cột gỗ nha, nhưng mà ốp bằng đất sét. Đất sét. Tất cả những cái lư hương mà mình thấy đây, mà như lư hương này là cũng làm bằng đất sét luôn. Rồi đứng ngôi pho tượng này là cũng làm bằng đất sét hết luôn. Đó. Trong đây thì ngoài những bức tượng bằng hình Phật thì còn có những cái tượng linh thú. Đây. Ví dụ như là tượng của hổ trắng này. Đây là cái bàn của ông phó ban thường trực. Chứ đất sét là ông Ngô Kim Quang hiện tại chủ trì chỗ này. Lẽ là giờ này không đi nghỉ trưa không? Đây thì hai cái đèn này nè. Đúng rồi. Và đây là hai cái đèn cây mà đốt từ ngày 18 tháng 7 năm 1970. Đây là cái đó là ngày mất của ông Ngô Kim Tòng á. Và cháy tới bây giờ luôn. Cháy tới bây giờ. Năm 1970 thì cứ tính tới năm 2021 á. Là bốn mấy năm rồi. 50 năm rồi đó. Cái đèn cây này. Người ta nói cái đèn cây này nó phải cháy thêm khoảng mười mấy năm nữa nó mới hết. Đấy. Mà cây này chỉ cao 1m3 thôi nha. Cao 1m3 thôi, nặng 100kg thôi. Tất cả những cái tượng này cũng đều là bằng đất sét. Cái đây còn 2 cây đèn cày nữa nè. Có nghĩa là tổng cộng là 8 cây đèn cày, 3 cây, 6 cây đèn cày là cao 2m6 nặng 200kg. Và 2 cây đèn cày là cao 1m3 nặng 100kg. Cái này 200kg thì khoảng 200kg. Cao 2m6. Tổng có chùa này thì có hơn 1900 pho tượng, mà đây cũng là ba cây nhang lớn. Nghĩa là một cái người bình con có mấy anh chị ở ngoài Hà Nội á, bữa nay vô ghé chủ chùa mình, thì mấy anh chị muốn tìm hiểu là chủ chùa mình là xây dựng, cậu cứ dẫn khách mình đi tham quan đi giới thiệu luôn đi. Giới thiệu rồi nhưng mà tại vì cậu muốn hỏi tìm hiểu lại quay thì cũng đây vậy thôi à. Thì học thiết minh viên từ cái người hướng dẫn vô đó. Dạ. 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 Này hơi dịch thành ra cũng hơi căng nữa. Thôi mời khách đi rồi.
Rồi ăn bữa kia rồi 2 tháng hết rồi. Cá này ngon không anh? Chưa ăn không?